Chị, chị sao, sao thế? Thiên Lãng, sao bây giờ mới bắt máy? Họp cả ngày hôm nay. Sao vậy? Không hay rồi, Thanh Linh và Mỹ Tường sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày mai. Không phải giờ ngày rồi sao? Đều là sự sắp xếp của bác trai. Bác cố tình đưa em đi, rồi em sẽ quấy rối hôn lễ. Bây giờ Thanh Linh đã chấp nhận hoàn toàn sự sắp đặt, làm sao đây? Chị, ngày mai em sẽ quay về liền, vậy nhé. Chị giúp em kéo dài thời gian. Chị biết rồi, em càng nhanh càng tốt. Thanh Linh, đi với chị. Đi đâu? Đừng quan tâm đi đâu, rời khỏi đây là được. Nhưng đừng nhân nhịn chị nữa, đi nhanh đi. Nếu không đi, sẽ không còn cơ hội nữa. Thanh Linh. Được, em đi với chị. Đi. Thanh Linh, em đi đâu vậy? Xin lỗi anh Hoàng, tôi phải dẫn Thanh Linh đi. Thanh Linh, em muốn đi sao? Thanh Linh, bỏ đi Tuyết Tinh, chúng ta đi. Không được, không thể như vậy. Alo, Tuyết Tinh, Thiên Lãng, em đến đâu rồi? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, em sắp đến rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Anh à, bây giờ đang tổ chức hôn lễ, anh không vào được đâu. Anh à, anh không vào được đâu. Anh à, anh à, anh à, anh à, anh à, anh à, Thiên Lãng, anh không được vào. Anh à, anh à, Thiên Lãng, cố lên. Thiên Lãng. Thanh Linh, đi với anh. Em đi với anh được không? Đi đâu vậy?
Em không sao chứ? Không sao. Anh không sao chứ? Anh không sao. Người đó lái xe kiểu gì vậy? Muốn chết hả? Kệ đi, đừng nhiều chuyện nữa. Chúng ta đi. Anh xuống xe coi thử. Anh nghi ngờ là bác trai và hoàng tử từng phái đến. Em không muốn rời xa anh nữa. Chúng ta cũng sẽ không bao giờ rời xa. Sẽ không bao giờ rời xa. Tổng giám đốc, tôi thật sự không muốn làm phiền hai người, nhưng tình hình bây giờ rất cấp bách. Tôi xin lỗi. Tổng giám đốc. Tổng giám đốc. Ngô Hoa. Ngô Hoa đáng chết đi. Không biết suy nghĩ gì hết. Có cơ hội phải sa thải. Xin lỗi, làm phiền hai người rồi. Đã biết trước rồi còn phạm tội. Không. Tổng giám đốc, tôi đã nói cho anh nghe một tin rất quan trọng. Hôn lễ đã hủy bỏ rồi. Không phải, không phải hủy bỏ. Hôn lễ vẫn tiến hành bình thường, chỉ là đuổi người rồi. Cậu đang nói gì vậy? Hôn lễ của cô Thanh Linh là giả đó. Cái gì? Cô ý gì? Đây hoàn toàn là do chủ tịch bày ra. Lúc nãy chủ tịch, khi tôi bước ra ngoài nhờ tôi nói, bảo hai người nhìn rõ bản thân. Sau đó mong hai người hiểu rằng chịu trách nhiệm cho những người bên cạnh. Lúc nãy ông ấy nói như thế. Vậy lúc nãy anh nói đuổi người là sao? Bây giờ nó không kịp, chúng ta đi ngay bây giờ. Ngô Hoa, nếu không nói rõ ràng cho tôi nghe, cậu có tin là tôi sa thải cậu không? Hoàng Tử Tường đã nhắc anh ta làm gì? Không nhắc không được. Bây giờ anh ta là người dẫn chương trình của hôn lễ. Hôn lễ của ai? Chủ tịch và giám đốc Kim. Chủ tịch, giám đốc Kim. Đây quả là một bộ phim hay. Vì thế mà con đồng ý giúp ông ta cùng đóng bộ phim này. Dĩ nhiên, gặp tình nhân đó chắc được hai người chọc điên rồi. Còn có cảnh bỏ chạy nữa chứ. Anh cũng nhẫn tâm ghê. Anh đang dạy dỗ chúng nó. Nếu như không trân trọng thì sẽ mất đi. Anh muốn cho họ biết làm người như thế nào. Đi thôi. Chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn các vị đã dành chút thời gian rảnh rỗi trong khoảng thời gian sắp tới như vậy để tham gia hôn lễ của chúng tôi. Cảm ơn. Hôm nay là ngày song hỷ năm mới. Tôi đã kết thúc cuộc sống đơn thân cô độc rồi. Ngoài ra còn có một chuyện tôi đây cũng rất vui mừng, đó là cháu dâu của tôi, cô Mục Thanh Linh, nghiên cứu của cô ấy về nước hoa trị liệu hỗ trợ tim đã được nhận giải nước hoa châu Á. Quá tốt rồi. Dân, qua vài ngày nữa chính là 10 năm thành lập của công ty Lam Đại. Chúng tôi sẽ tổ chức tiệc mừng ở khách sạn Chính Thái. Mời tất cả mọi người cùng đến tham dự nha. Nhất định rồi, nhất định, nhất định. Hôm lễ hôm nay thật sự khiến cho người khác khó quên. Tấm lòng của chủ tịch, bọn trẻ sẽ hiểu mà. Nếu mà các con hiểu vậy thì tốt rồi. Thật ra thì ta đấu tranh trong thương trường mười mấy năm. Ta không muốn lấy tài phú giao lên tay các con. Tài phú đã đến từ xã hội, chúng ta nên trả nó lại cho xã hội. Ta chỉ hy vọng mọi người phải trở thành con người dũng cảm và nhân ái. Đây mới thật sự là điều mà ta muốn dành cho các con. Bác trai, bác nói đúng. Tài phú của ông cha ta khó khăn lắm mới có được, là của xã hội và không liên quan gì đến Đoàn Thiên Lãng.
Nếu như con cứ sống trong phần sáng của mọi người tạo ra, con tin rằng cả đời con đều không thể thật sự nhìn rõ bản thân. Cho nên con và Thanh Linh quyết định chúng con rời khỏi quốc tế Hoàng Thái và Lam Đại ra ngoài tự khám phá. Thiên Lãng, Thiên Lãng, sao đột nhiên em có quyết định như vậy? Được rồi. Thiên Lãng, nói tiếp đi. Con là con cháu của Đoàn gia. Con tin bản thân của con sẽ không yếu hơn mọi người. Có lẽ một ngày nào đó con có thể giống như hai người, sáng tạo ra một phần sáng, chiếu sáng con đường phía trước. Được. Đây mới là hậu bối của Đoàn gia chứ. Thiên Lãng, đi con đường thế nào là phải cho tụi con quyết định. Đúng, bọn con còn trẻ mà, có thể có nhiều khả năng. Con tin rằng chỉ cần con và Thiên Lãng ở bên nhau, bất kể là thế nào, chúng con đều làm được. Đúng vậy. Được rồi. Thiên Lãng, bác sĩ Tống ở bên Mỹ gọi về tìm con có chuyện đó. Có lẽ liên quan đến máy kích thích tim. Con tốt hơn là nên chấp nhận phẫu thuật. Thiên Lãng, cơ thể của anh là không khỏe rồi à? Đâu có, đừng lo. Lúc trước nhịp tim của con không ổn là do giao tiếp với Thanh Linh. Bây giờ máy kích thích nhịp tim ở bên con rồi. Mọi người yên tâm đi. Thiên Lãng, bác sĩ Tống không bao giờ nói sai. Con về Mỹ thực hiện ra phẫu thuật đó đi. Ít ra cũng khiến cho mọi người không lo lắng. Quan trọng là Thanh Linh an lòng. Đúng vậy, em cũng hy vọng anh phẫu thuật. Chỉ cần anh khỏe mạnh, em mới yên tâm được giao cả đời cho anh. Thanh Linh, Thiên Lãng, em sẽ mãi ở bên anh. Chỉ cần anh khỏe mạnh, em cũng không cần mỗi ngày luôn lo lắng sợ hãi. Anh sẽ không khiến em lo lắng. Anh sẽ luôn khỏe mạnh cùng em tới già. Thanh Linh, đúng là máy kích thích nhịp tim mà. Ta rất yên tâm giao Thiên Lãng cho con. Nào, chúng ta cùng nâng ly nào. Càng ly. Nếu như cô ngại tôi ở đây, vậy tôi sẽ đi ngay. Tôi không có ý đó. Lúc nãy tôi ngủ quên, mơ một giấc mơ, là một ác mộng rất đáng sợ. Cũng may cô đến đây đánh thức tôi. Cảm ơn cô. Thật ra tôi cũng từng hay nằm mơ, cũng là ác mộng. Nhưng mọi người nói với tôi giấc mơ đều là giả cả. Cô đừng sợ. Sao cô lại nhìn tôi như thế? Chúng ta đã rất nhiều năm không gặp mặt rồi. Đúng vậy. Thật ra gương mặt của cô trong ký ức của tôi đã mờ nhạt dần. Tôi thật ngốc vì cái đống ký ức mờ nhạt đó. Tôi hận cô mấy năm nay. Tôi biết cô hận tôi bởi vì cô cho rằng tôi giành nhà của cô, giành đi vị trí của cô. Nhưng bao năm nay vị trí của cô không dễ ngồi. Tôi rất cố gắng là một người mẹ kế thật tốt. Tôi thậm chí phải nói ngọt ngào với tụi nhỏ bởi vì tôi từng mất đi một đứa con gái. Tôi cố gắng yêu thương Tuyết Tinh và Thiên Lãng. Tuy rằng không phải là mẹ ruột của họ,
Nhưng tôi tin rằng tình yêu thương sẽ thay đổi tất cả. Đây là khác biệt giữa cô và tôi. Bao nhiêu năm nay cô luôn yêu thương, nhưng tôi thì cứ hận. Cho nên cô có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, còn tôi ở nhà thương điên. Đúng là trời cao có mắt. Đừng như thế, mọi chuyện đã qua, đừng suy nghĩ nữa. Tô Nam, cô có thể chấp nhận sự sám hối của tôi không? Đây là lời khẩn cầu thành tâm nhất của tôi. Nhiều năm rồi, sự thất bại của một người vợ, sự thất bại của một người mẹ, mọi thứ đều thất bại, bây giờ đều rơi vào người cô. Thậm chí tôi còn đảo lộn sự thật trong một thế gian điên cuồng giống như ác ma vậy, như sống trong cuộc sống của quỷ dữ. Tôi làm phải làm tổn thương chính mình, làm tổn thương những người yêu thương tôi, làm tổn thương thanh linh. Tôi xin lỗi, tôi thật sự sai rồi. Tôi sai rồi. Hoàng Bình, cô có thể giúp tôi không? Có thể nói tôi nghe, tôi làm sao mới bù đắp được những vết thương của thanh linh? Cô nói tôi nghe đi. Hoàng Bình, thanh linh có nói rồi mà, nó không có hận cô. Nó cũng như vậy, cũng giống như cô, sự lương thiện lại khoan dung. Bên cạnh chính Hoa có cô, người vợ như cô, tôi thật sự vui thay cho anh ấy. Thật đấy. Hoàng Bình à, tôi thấy cô như vậy, tôi cũng rất vui. Bệnh cô khỏi rồi, cô có thể xuất viện rồi. Xuất viện? Tôi không biết nên đối diện họ thế nào. Bây giờ điều cô cần đối diện không phải ai khác, là bản thân của cô. Tôi có thể sao? Cô có thể chứ? Cảm ơn cô, Tô Na. Thật sự cảm ơn cô. Được, tôi có thể xuất viện. Xuất viện được rồi. Quá tốt rồi. Sao lại ngồi ngoài này? Ngồi đây phơi nắng đợi em. Đi đâu vậy? Em đi thăm Hoán Bình. Sao không cho anh đi với em? Tụi em nói với nhau khá nhiều. Bao nhiêu nỗi đau của cô ấy bây giờ đã giải tỏa hết rồi. Cô ấy nói có lỗi với em, còn không tha thứ cho bản thân của mình. Vậy bây giờ cô ấy sao rồi? Chính Hoa, cô ấy sắp xuất viện rồi. Đi gặp cô ấy đi. Hoán Bình, Chính Hoa, sao anh đến đây? Xuất viện rồi, sao không nói cho mọi người biết? Sao anh biết hôm nay em xuất viện? Tô Nam nói. Hoán Bình, xin lỗi khiến em trở nên như vậy. Anh cũng có trách nhiệm. Không, anh đừng nói như thế. Là do em cả, đều do bản thân của em. Chính Hoa, em sẽ không quấy rầy cuộc sống của anh nữa. Anh và Tô Nam có thể sống cuộc sống yên bình rồi. Tô Nam bây giờ làm ở viện dưỡng lão rồi. Sao hai người lại chia tay vậy?
Có thể nói như thế. Nhưng mà cũng không hẳn vậy. Tuổi tác của chúng ta cũng cao rồi. Bên nhau hay không bên nhau đều là hình thức. Bọn trẻ có thể hạnh phúc mới là niềm vui thật sự. Khoáng Bình, chuyện đã qua, cứ để nó qua đi. Sau này chúng ta có thể làm bạn tốt. Anh nghĩ bọn trẻ thấy chúng ta như vậy sẽ rất vui. Chính Hoa, nghe anh nói vậy em thật sự rất vui. Em nhất định sẽ về thăm mọi người. Em đi xa hả? Đi đâu vậy? Về Mỹ. Hoàng Bình, thật ra em có thể ở lại. Chính Hoa, ý tốt của anh em cũng hiểu. Em cảm ơn. Nhưng em biết nơi đây không thuộc về em. Em nên về nơi ở đó thuộc về em. Em có thể vẽ và sáng tác. Em không muốn khiến cho bọn trẻ thất vọng. Anh hiểu em. Anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng trước khi em đi, hãy gặp bọn trẻ đi. Em vốn chỉ là mẹ của chúng nó. Không từ mà biệt, chúng nó sẽ rất đau lòng. Được rồi. Mẹ, mẹ. Mẹ, tụi con đến rồi à? Sao mẹ phải đi? Ngồi, ngồi, ngồi đi nào. Nào, Thanh Linh. Còn có ngại không? Không. Gì à? Thanh Linh, vậy đã khiến cho con tổn thương quá nhiều. Con không hận gì à? Đều là chuyện của quá khứ rồi. Con tin là chỉ có nỗi khổ riêng của mình. Cảm ơn. Cảm ơn con đã tha thứ cho gì. Thiên Lãng, Thanh Linh, hãy nắm tay nhau. Hãy luôn yêu thương nhau suốt đời. Mẹ, mẹ yên tâm đi. Bảo bối, mẹ, thật ra người mẹ lo lắng nhất là con đấy. Vì tính cách của con và mẹ quá giống nhau. Nhưng mẹ tin rằng trải qua bao nhiêu chuyện, con nhất định sẽ có nhiều cảm xúc. Bây giờ nhìn con ôn hòa như vậy, mẹ rất tự hào. Được rồi, được rồi, thời gian cũng đến rồi. Mẹ đi trước đây. Mẹ, vậy mẹ nhớ về đây thăm con. Mẹ, để con tiễn mẹ. Được rồi, được rồi, không cần đâu. Con biết mà, mẹ không thích cảm giác chia tay. Gì à? Ôm cái nào. Sống tốt nhé. Phải sống tốt nhé. Con trai ngoan. Mẹ đi đây. Mẹ. Được rồi. Mẹ đi đây. Đi nhé. Mẹ. Tạm biệt. Sao anh lại? Này, anh tiễn em. Không cần đâu, em tự đi được. Anh biết em định đi sân bay. Đây là lần cuối. Không đâu. Sao anh biết em sắp đi? Đoàn Chính Hoa nói cho anh biết. Anh và thế không sao nữa rồi à? Đấu đá với nhau thời gian lâu vậy, đấu qua đấu lại, ngoài tiền bạc và những ham muốn xấu xa, anh cái gì cũng không có. Anh không muốn đấu nữa. Thật tốt. Anh hiểu là tốt rồi. Em mong sau này có thể thấy được đám bạn già của chúng ta đều có thể khỏe mạnh. Nhất là anh đó. Trong lòng của em,
Anh quan trọng hơn Đoàn Chính Hoa. Thật ra em biết, thật sự biết rõ anh tốt với em. Trong khoảng thời gian này nếu như không có anh, em cũng không biết sẽ như thế nào. Xin lỗi. Nếu như có kiếp sau, em sẽ chọn anh đấy, nhất định. Mãn nguyện rồi. Có câu này của em, kiếp này anh mãn nguyện rồi. Đừng quên, lại đến Mỹ phải luôn liên hệ với người bạn già này nhé. Được, đi thôi. To a dreamy melody, when they called out, change partners. Nè nè, bà nội, con với Thiên Lãng đến thăm nội đây. Chúng con, chúng con sắp kết hôn rồi. Bạn nghe tin này chắc là rất vui nhỉ. Sau này chúng con sẽ thường đến thăm bà, cũng mong bà trên thiên đường sẽ luôn chúc phúc cho con. Đến nơi rồi gọi điện cho em, chắc chắn rồi. Nếu cả phẫu thuật đúng thời gian, anh phải nói em ngay, anh biết rồi. Em nghe Tuyết Tình nói phẫu thuật sẽ có nguy hiểm. Tuyết Tình thiệt là đã bảo đừng nói rồi mà. Em tin rằng ca phẫu thuật sẽ thành công thôi, cho nên anh nhất định phải về. Yên tâm đi, anh đảm bảo với em, anh sẽ sớm trở về thôi. Anh sẽ về với một trái tim khỏe mạnh, trở về bên em, mãi mãi ở bên em, cùng nhau đến già. Anh phải bình an trở về nhé. Em đợi anh về lấy em đấy. Anh sẽ sớm về thôi. Vậy anh đi đây. Được rồi, cũng hơi khá rồi đó. Hôm nay đến đây thôi. Được rồi, nghe lời em. Nào nào, từ từ. Em lau mồ hôi cho anh. Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi. Hôm nay ra nhiều mồ hôi thế. Anh Cúc tới rồi. Vậy hai người nói chuyện đi. Em đi xem người khác. Được. Sao rồi? Nhìn thấy cũng khá khỏe rồi. Ừ, đúng là khỏe nhiều rồi. Tô Nam quả là liệu thuốc tốt rồi. Ngày trước mới đến đây, sao lại đến đây nữa rồi? Muốn gặp anh. Anh đang nhắm vào người tôi hả? Ai bảo tôi là đối thủ cũ của anh chứ? Được rồi. Nhưng mà tôi nói trước, tôi nói chuyện rất thẳng thắn. Hôm nay đừng có bỏ bàn cờ giữa chừng đấy. Anh mới là người bỏ giữa chừng. Nào, ai bảo tôi là đối thủ cũ của anh chứ? Lão Đoàn, chắc anh sẽ nhìn ra. Tôi bây giờ để lại cho anh một con đường sống. Anh phải nắm bắt cơ hội, vậy thì tôi sẽ thua. Nếu không nắm bắt cơ hội này, vậy là anh chết chắc rồi. Anh nói thử xem, Lão Đoàn, hai chúng ta đấu đá bao lâu nay? Anh đấu thắng tôi sao? Thương trường không được, nước cờ này cũng không được. Lão Cúc, anh và tôi cũng coi như là quen biết hơn nửa cuộc đời rồi. Quá quen thuộc rồi. Đúng vậy, trên thương trường những thủ đoạn của anh vẫn là quá nặng nề rồi. Anh thường muốn giành thắng lợi.
Đừng quên là đối phương cũng không vượt một chiêu là sẽ chết. Công ty Lam Đại của chúng ta đã thành lập 10 năm. Tôi đại diện công ty cảm ơn cô Mục Thanh Linh đã giành giải nước Hoa Châu Á. Sau đây mời cô Mục Thanh Linh. Thanh Linh, chúc mừng. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Ở đây tôi muốn giới thiệu với mọi người nước hoa này. Tác phẩm giành được giải thưởng là tôi vì một người mà thiết kế. Nếu như tôi là đóa hoa thì người đó là đất, cung cấp dinh dưỡng cho tôi. Nếu như tôi là mây ở trên trời thì người đó là ngọn gió, đưa tôi đến những nơi tôi mong muốn. Đoàn Tiên Lãng, cảm ơn anh. Cảm ơn anh giúp em hoàn thành ước mơ này. Anh đã nói em là viên thuốc của anh. Lọ nước hoa này, tên của nó là Chờ Đợi Anh. Anh sẽ lấy em chứ? Anh đồng ý. Anh nằm mơ cũng muốn lấy em. Hôn đi. Hôn đi, hôn đi. Hôn đi. Được, được, được. Tốt, tốt. Anh xuống xem thử. Không phải là có chuyện gì chứ? Có phải xe hư không? Đã bảo anh đừng chạy chiếc xe này rồi, anh cứ không nghe. Chiếc xe này là người mai mối của chúng ta. Chúng ta kết hôn sao lại không có nó được chứ? Được rồi, được rồi, bạn mau sửa đi. Phải mất bao lâu? Anh cũng không biết. Không biết. Vậy làm sao? Trời tối rồi, khi nào chúng ta mới đến khu nghỉ mát đi? Yên tâm, có cách rồi.
Ông xã, anh chắc là tối nay chúng ta sẽ đến được khu nghỉ mát chứ. Nếu không kịp thì chúng ta hãy ở đây. Sao? Em ghét kiểu động phòng như thế này lắm nha.